tối 16 tháng 10, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang giữ hình sự đối với Trần Hoài Minh 1999, ngụ tỉnh Long An, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Huỳnh Văn Sĩ 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 13 tháng 10, anh Sĩ được một người đam mê thủ chở trên xe máy hiệu E3D lưu thông tới trước cây xăng trước số 822 đường Hương Lộ 1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, xe máy của hai anh gia giáp với xe máy hiệu Quơ Re do hai thanh niên chưa rõ rệt lai lịch, điều khiển. Sau đó, hai bên cự cãi và xông vào đánh nhau. Người đam mê thủ anh Sĩ lấy dao định đâm hai thanh niên thì một người bỏ chạy vào tiệm hớt tóc lấy cây kéo. Tiếp đó, nam thanh niên quay trở lại thì thấy người đam mê thủ bị đánh nên xông vào căn ngăn. Trong lúc căn ngăn, nam thanh niên rút kéo đâm vào ngực anh Sĩ khiến Trọng Yêu Mến gục tại chỗ. Gây án xong, hai thanh niên lên xe máy tẩu thoát. Riêng anh Sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu giết nhưng đã tử vong. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định đối tượng gây án là Minh nên truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an đã cầm giữ được Minh khi đang lẩn trốn ở tỉnh Long An. Bước đầu, Minh thừa nhận hành vi phạm tội.